Xin chào tất cả các em học sinh đến với tiết học trực tuyến bộ môn tin học lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ qua chủ đề 2, thêm hình ảnh vào trang chiếu trong PowerPoint. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu mục tiêu bài học ngày hôm nay. Mục tiêu thứ nhất là chèn được hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu. Mục tiêu thứ hai là chèn âm thanh và video vào trang chiếu. Thứ ba, thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh. Thứ tư là các bài tập để củng cố kiến thức. Và chúng ta bắt đầu phần bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu. Phần đầu tiên là chèn hình ảnh. Và để chèn hình ảnh được trang chiếu thì đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị được hình ảnh có sẵn ở trong máy và cách chèn như sau. Bước thứ nhất, chúng ta chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh. Bước thứ hai, chúng ta mở giả lệnh Insert, chọn Picture. Và khi chúng ta chọn giả lệnh Picture, chúng ta sẽ xuất hiện một cái hộp thoại tên là Insert Picture. Và chúng ta chỉ cần nháy vào chọn hình ảnh mà chúng ta cần chèn và chúng ta nhấn nút Insert. Thì khi đó hình ảnh chúng ta sẽ được chèn vào trong trang chiếu. Là chúng ta vừa tìm hiểu xong là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu. Và ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng một cách mà chúng ta đã sử dụng ở trong lớp 6 và lớp 7, đó là thao tác sao chép và dán để chúng ta chèn hình ảnh vào trang chiếu. Đây cũng có thể là một cách để chèn hình ảnh và có thể nó sẽ nhanh hơn so với cách dùng giả lệnh Insert Picture. Tiếp theo, ngoài chúng ta chọn Insert Picture, chúng ta cũng có thể chèn hình ảnh là trong thư viện Clip Art có sẵn. Thì khi chúng ta nháy vào Clip Art, nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại phía bên tay phải và chúng ta sẽ nhấn vào nút Go và chúng ta chèn những hình ảnh có sẵn trong thư viện của Clip Art. Ngoài chúng ta chèn hình ảnh picture, hình ảnh Clip Art và để chèn được những hình ảnh ví dụ như là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật vân vân và các hình khác thì chúng ta sẽ vào trong cái lệnh tên là Shape, đó là chèn cái hình vẽ có sẵn. Và khi nháy vào lệnh Shape, nó sẽ xuất hiện một cái bảng cho chúng ta chọn các hình vẽ và chỉ việc là nháy vào và chúng ta sẽ vẽ ra các hình mà chúng ta mong muốn. Vậy Insert Shape là chèn các hình vẽ với nhiều chủ đề khác nhau. Phần thứ ba là chúng ta sẽ chèn biểu đồ. Thì cái phần chèn biểu đồ này chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình của lớp 7, đó là phần chương trình bảng tính Microsoft Excel. Vậy để chèn được biểu đồ thì chúng ta phải có cái bảng số liệu để chúng ta nhập vào, thì khi đó chúng ta mới chèn được những cái biểu đồ. Vậy để chèn biểu đồ như thế nào thì chúng ta sẽ chọn giải lệnh tên là Chart. Và khi chúng ta nháy vào Chart xong sẽ xuất hiện một cái bảng cho chúng ta chọn các dạng biểu đồ khác nhau. Ví dụ như là biểu đồ cột là column, biểu đồ line là đường thẳng và biểu đồ bar là hình tròn. Và chúng ta chọn những cái biểu đồ nào là tương ứng. Vậy Insert Chart là chèn các dạng biểu đồ khác nhau. Và phần thứ tư là chèn âm thanh vào trang chiếu. Thì ngoài những việc chúng ta chèn hình ảnh là các đối tượng như là văn bản vào trang chiếu, thì để cho bài trình chiếu chúng ta thêm phần sinh động, đẹp mắt thì chúng ta không thể bỏ qua là cách chèn âm thanh vào trang chiếu. Vậy chèn âm thanh vào trang chiếu như thế nào? Bước thứ nhất là chúng ta sẽ mở giải lệnh Insert và chọn mục là Audio. Và trong phần Audio này có 3 lựa chọn chúng ta. Thứ nhất là Audio Form File. Thì trong Audio Form File này là chúng ta sẽ chèn những cái âm thanh mà đã có sẵn ở trong máy mà chúng ta download từ trên mạng, ví dụ như là những file âm thanh MP3 chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ chọn là Audio Form File. Còn Clip Art Audio là chèn những âm thanh có sẵn trong cái thư viện Clip Art. Và một cái chức năng rất là đặc biệt đó là Record Audio là sẽ ghi âm trực tiếp trong cái chương trình trình chiếu của chúng ta, đó là chèn âm thanh ghi âm trực tiếp. Và chúng ta lưu ý khi chúng ta chèn âm thanh vào trong trang chiếu thì trên trang chiếu chúng ta xuất hiện một cái hình cái loa như là trên màn hình chúng ta thấy, và chúng ta có thể tùy chỉnh cái âm thanh này. Có thể là chúng ta cho phát khi chúng ta trình chiếu ngay trang này, tự động nó sẽ phát luôn, hoặc là chúng ta nháy chuột vào thì khi đó nó mới phát, là tùy theo chúng ta hiệu chỉnh âm thanh.
Và cái thao tác tiếp theo là ngoài chèn audio ra thì chúng ta có thể là chèn thêm những cái video mà chúng ta yêu thích, chúng ta chèn vào trong đây, và chúng ta sẽ chọn mục là video. Và trong mục video này cũng tương tự audio, sẽ có 3 lựa chọn. Thứ nhất là video form file, là trong mục này là nếu trong máy chúng ta có sẵn những cái video thì chúng ta sẽ chọn là video form file, và chúng ta sẽ tìm đường dẫn tới cái video chúng ta đã lưu sẵn trong máy. Và video form file, chèn video có sẵn. Thứ hai là video form website. Thí dụ chúng ta lên trên trang YouTube, chúng ta có thấy một cái một đoạn video mà chúng ta yêu thích, thì chúng ta có thể ghi lại cái đường link bằng cách là chúng ta sao chép và chúng ta sẽ dán vào trong cái video form website này. Thì cái đó khi chúng ta trình chiếu lên, nó sẽ bắt được cái đường link, và khi đó chúng ta sẽ thấy được cái video nó sẽ chạy trên trang chiếu của chúng ta. Và cái thứ ba là clip art video, là chèn video trong thư viện clip art có sẵn. Vậy thầy vừa hướng dẫn chúng ta về cách chèn video vào trang chiếu. Và mục thứ hai chúng ta tìm hiểu là thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh. Trong quá trình chúng ta chèn hình ảnh vào trong trang chiếu thì chắc chắn sẽ có những cái hình ảnh không như chúng ta mong muốn, có thể nó lớn hơn hoặc có thể là nó bé hơn, hoặc là hình ảnh này nó sẽ che mất hình ảnh kia. Vậy để thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh như thế nào thì chúng ta sẽ qua phần số 2 là thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh. Phần tìm hiểu thứ nhất là thay đổi vị trí hình ảnh. Bây giờ muốn thay đổi đối tượng nào thì bước thứ nhất là chúng ta phải chọn đối tượng mà chúng ta cần thay đổi. Vậy bước thứ nhất là chọn hình ảnh cần thay đổi vị trí. Sau khi đó chúng ta sẽ thấy trên hình xuất hiện một cái nút mũi tên 4 chiều, và chúng ta sử dụng thao tác kéo thả sang vị trí mới. Ví dụ thầy có một cái hình bông hoa như thế này, bây giờ thầy muốn chuyển vị trí hình bông hoa này sang bên tay phải thì chúng ta làm như sau. Bước thứ nhất chúng ta chọn hình ảnh bông hoa này. Khi đó chúng ta thấy trên hình ảnh nó sẽ xuất hiện một cái nút mũi tên 4 chiều, và khi đó chúng ta dùng thao tác kéo thả hình ảnh này sang vị trí mới. Đó là cách thay đổi vị trí hình ảnh. Và phần thứ hai chúng ta tìm hiểu là thay đổi kích thước của hình ảnh. Khi chúng ta chèn hình ảnh vào thì có thể hình ảnh nó sẽ lớn hơn hoặc là hình sẽ nhỏ hơn. Vậy chúng ta sẽ thay đổi kích thước hình ảnh như thế nào? Trước tiên chúng ta chọn hình ảnh cần thay đổi kích thước. Bước thứ hai, đưa con trỏ chuột lên nút tròn nhỏ và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước của hình ảnh. Ví dụ, khi chúng ta chèn hình ảnh vào và sau đó chúng ta chọn hình ảnh cần thay đổi kích thước, thì khi đó trên hình ảnh chúng ta sẽ thấy có những cái nút tròn nhỏ và những nút hình vuông, và để thay đổi kích thước hình ảnh chúng ta chỉ sử dụng 4 nút tròn nhỏ ở 4 góc để chúng ta thay đổi kích thước, và tuyệt đối chúng ta không nên sử dụng các nút hình vuông, vì khi chúng ta sử dụng các nút hình vuông để thay đổi kích thước thì khi đó hình ảnh chúng ta nó sẽ bị biến dạng. Đây là cách để chúng ta thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách nháy vào một trong 4 nút tròn nằm ở 4 góc của tấm hình. Phần thứ ba chúng ta tìm hiểu là thay đổi thứ tự lớp hình ảnh. Và khi chúng ta chèn ảnh vào thì chắc chắn hình ảnh có thể là nó bị che lấp, vì đối tượng thứ nhất chèn vào, đối tượng thứ hai chèn sau, nó sẽ che mất đối tượng thứ nhất. Và chúng ta sẽ thay đổi như thế nào đây? Thứ nhất, đưa hình ảnh lên lớp trên. Chúng ta có hình số 1, hình số 2. Hình số 2 chèn sau nó sẽ che mất một phần hình số 1. Vậy bây giờ để cách đưa thay đổi hình ảnh lên lớp trên thì chúng ta thực hiện như thế nào? Thì bước thứ nhất chúng ta chọn hình ảnh cần đưa lên lớp trên. Bước thứ hai chúng ta sẽ nháy nút chuột phải chọn chữ Bring to Phone. Và trong Bring to Phone này có hai lựa chọn là Bring to Phone và Bring Forward. Nếu chúng ta chọn chữ Bring to Phone là sẽ chuyển hình ảnh lên lớp trên cùng nếu có nhiều hơn hai hình. Ví dụ chúng ta chèn 2, 3, 4, 5, 6 hình nhiều hơn như vậy thì chúng ta muốn đưa hình ảnh lên lớp trên cùng luôn thì chúng ta sẽ chọn chữ là Bring to Phone. Còn cái thứ hai là Bring Forward là để chuyển lên lớp trên một lớp. Bây giờ trở lại cái ví dụ hồi nãy, hình số 1 chèn trước, hình số 2 chèn sau, hình số 2 che mất một phần hình số 1. Vậy bây giờ để đưa hình số 1 lên lớp trên
so với hình số 2 thì bước thứ nhất chọn hình số 1. Sau đó chúng ta nháy nút chuột phải, chúng ta chọn Bring to Front và sau đó chúng ta chọn Bring Forward là đưa hình số 1 lên lớp trên so với hình số 2. Vậy thầy vừa mới hướng dẫn xong chúng ta là đưa hình ảnh lên lớp trên. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái phần là đưa hình ảnh xuống lớp dưới. Bây giờ thầy có một cái nội dung là chữ Sài Gòn trong tôi thầy chèn vào trước. Và tương tự thầy có một cái tấm hình về Sài Gòn, nó chèn sau, nó che mất chữ Sài Gòn trong tôi. Và chúng ta chỉ thấy có một phần nội dung thôi. Vậy bây giờ để đưa cái tấm hình Sài Gòn này xuống lớp dưới, cách thực hiện như thế nào? Thì bước thứ nhất, chọn hình ảnh cần đưa xuống lớp dưới. Bước thứ hai, chúng ta sẽ nháy nút chuột phải, chọn chữ Send to Back. Và trong Send to Back này có hai lựa chọn là chữ Send to Back và Send Backward. Nếu chúng ta chọn chữ Send to Back là đưa hình ảnh xuống lớp dưới cùng nếu có nhiều hơn hai hình. Có nghĩa là khi chúng ta chèn nhiều hình vào trong đó thì chúng ta muốn đưa hình mới chèn vào đưa xuống dưới lớp dưới cùng hết so với những tấm hình chúng ta chèn lúc ban đầu hồi nãy thì chúng ta chọn chữ Send to Back. Còn nếu chúng ta chọn chữ Send Backward là chúng ta đưa xuống dưới một lớp. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại ví dụ hồi nãy lúc ban đầu. Chữ Sài Gòn trong tôi chèn trước, hình ảnh Sài Gòn chèn sau, che mất một phần nội dung chữ Sài Gòn trong tôi. Bây giờ thầy muốn đưa cái hình ảnh này xuống dưới lớp dưới để thấy được nội dung của cái dòng chữ Sài Gòn trong tôi. Thì cách thực hiện như sau. Thứ nhất, chọn hình ảnh Sài Gòn. Bước thứ hai, chúng ta sẽ nháy nút chuột phải, chúng ta chọn chữ Send to Back. Và chúng ta chọn chữ Send Backward. Vậy khi đó, hình ảnh sẽ đưa xuống dưới một lớp và chúng ta sẽ thấy được chữ Sài Gòn trong tôi nó sẽ hiện lên nằm ở phía trên so với tấm hình. Vậy thầy mới vừa hướng dẫn chúng ta về cách đưa hình ảnh xuống lớp bên dưới. Và có một lưu ý chúng ta phải nhớ, ngoài cách là chúng ta sử dụng nút chuột phải, chúng ta chọn chữ Bring to Form hoặc là chữ Send to Back, thì chúng ta có thể là sử dụng giải lệnh Format trong nhóm Arrange, cũng có lệnh là Bring Forward và Send Backward. Và để có giải lệnh Format này thì bước đầu tiên chúng ta phải chọn hình ảnh, thì khi đó giải lệnh Format mới xuất hiện. Còn nếu chúng ta không nháy vào hình ảnh thì khi đó không có giải lệnh Format. Và chúng ta quan sát, khi đó trên dãy lệnh format có chữ Bring Forward và chữ Send Backward. Chúng ta mới vừa tìm hiểu nội dung chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu, thay đổi vị trí và thứ tự hình ảnh. Sau đây, để ôn tập lại những nội dung đã học, thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi như sau. Câu thứ nhất. Chèn hình ảnh vào trang chiếu, ta chọn A. Insert Audio, B. Insert Chart, C. Insert Video, D. Insert Picture. Và đáp án của chúng ta là câu D. Insert Picture, chèn hình ảnh vào trang chiếu. Chúng ta tiếp tục qua câu số 2. Đưa hình ảnh lên lớp trên một lớp, ta chọn hình ảnh cần thực hiện, nháy nút chuột phải và chọn A. Bring to Front. B. Send to Back, Send to Back. Câu C. Send to Back, chọn Send Backward. Câu D. Bring to Front và chọn Bring Forward. Và đáp án của chúng ta là câu D. Chọn Bring to Front và tiếp tục chọn Bring Forward là đưa hình ảnh lên lớp trên một lớp. Chúng ta qua câu số 3. Để chèn biểu đồ vào trang chiếu, ta vào A. Home, chọn Chart. Câu B. Insert, chọn Chart. Câu C. Format, Chart. Câu D. Design, Chart. Và đáp án của chúng ta là câu B. Insert, Chart là để chèn biểu đồ vào trang chiếu. Và câu số 4. Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên trang chiếu là A. Đối tượng, B. Văn bản, C. Hình ảnh, D. Âm thanh. Và đáp án của chúng ta là câu A. Đối tượng.
vì văn bản hình ảnh âm thanh thì người ta gọi chung những cái đó gọi là đối tượng. Chúng ta qua câu số 5. Để thực hiện đưa hình ảnh xuống dưới lớp nội dung một lớp, ta chọn hình ảnh, nháy nút chuột phải và chọn A. Send to back, chọn Send to back. B. Send to back, chọn Send backward. C. Bring to phone, chọn Bring to phone. D. Bring to phone, chọn Bring forward. Và đáp án của chúng ta là câu B. Send to back, chọn Send backward là thực hiện đưa hình ảnh xuống dưới lớp nội dung một lớp. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một bài tập thực hành. Và bài tập thực hành của chúng ta như sau. Bài tập số 1. Em hãy mở trình duyệt web, mở trang tìm kiếm thông tin. Có thể chúng ta sử dụng Google Chrome hoặc Cốc Cốc hoặc những trình duyệt nào khác. Và thực hiện các thao tác như sau. Thứ nhất, tìm 5 hình ảnh đẹp về thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ gõ từ khóa là thành phố Hồ Chí Minh hôm nay và lưu lại vào thư mục gốc ổ đĩa D. Sau khi chúng ta lưu lại vào thư mục gốc đĩa D, chúng ta sẽ đổi lại tên của năm hình ảnh này thứ tự lần lượt là H1, H2, H3, H4 và H5. Sau khi chúng ta đổi tên năm hình ảnh xong, chúng ta làm tiếp là tìm một cái bài hát là Việt Nam ơi và download bài hát này và chúng ta cũng lưu lại trong thư mục gốc ổ đĩa D. Và bài tập 2. Khởi động chương trình Microsoft PowerPoint và em hãy thực hiện các yêu cầu sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ chèn thêm 5 slide vào bài trình chiếu. Vì khi chúng ta khởi động chương trình này lên thì chúng ta đã có sẵn mặc định là một slide và chúng ta chèn tiếp 5 slide vào, vậy tổng cộng bài chúng ta sẽ có 6 slide. Và trong slide 1, chúng ta nhập nội dung gồm tên trường, họ và tên của mình và lớp. Và trong slide 1 này chúng ta sẽ chọn phông chữ, cỡ chữ, màu chữ làm sao cho nó đẹp, nó rõ ràng. Và slide 2 nhập tiêu đề với nội dung là Sài Gòn trong tôi. Thì tương tự chúng ta sẽ chọn màu nền cho phù hợp và đẹp. Trong slide 3 chèn hình H1 đã lưu trong ổ đĩa D vào. Và chúng ta thực hiện thao tác là thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh sao cho phù hợp. Trong slide 4, chèn hình H2 và H3 trong ổ đĩa D vào. Sau khi chèn xong thì chúng ta sẽ sắp xếp hai hình này lại và chỉnh lại kích thước cho phù hợp. Tùy theo chúng ta có thể là đặt hai hình này nằm song song với nhau hoặc là chúng ta nằm ở các vị trí như là góc chẳng hạn. Thì tùy theo chúng ta sắp xếp. Và trong slide 5, tương tự chúng ta chèn hai hình H4 và H5 vào và sắp xếp hai hình chỉnh kích thước cho phù hợp. Sau khi chèn xong, chúng ta sẽ đưa cái đoạn âm thanh bài hát Việt Nam ơi vào và chúng ta phải chỉnh lại là phát tự động khi trình chiếu. Và thầy sẽ gợi ý là cách phát tự động khi trình chiếu. Khi chúng ta chèn đoạn âm thanh này vào thì trên trang chiếu chúng ta xuất hiện một cái hình cái loa thì chúng ta sẽ chọn hình cái loa. Khi đó trên dãy lệnh xuất hiện một lệnh mới đó là lệnh playback và chúng ta sẽ hiệu chỉnh trong đó là chọn chữ automatically thì khi đó khi trình chiếu tới slide 5 thì cái đoạn bài hát này sẽ tự động phát khi trình chiếu. Tiếp theo qua slide 6, chúng ta sẽ nhập nội dung quật ạc là xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta cũng sẽ chọn phông chữ, cỡ chữ, màu chữ và màu nền sao cho Phật phù hợp. Sau khi chúng ta làm thực hiện hết tất cả các nội dung mà thầy yêu cầu thì chúng ta sẽ lưu lại với bài với tên là mã số và tên học sinh trong ổ đĩa D. Ví dụ chúng ta học lớp 91 mã số 01 và chúng ta sẽ lưu tên là A101 và tên của chúng ta. Sau đây là phần hướng dẫn về nhà. Thứ nhất, xem lại các thao tác về chèn các đối tượng trên trang chiếu, hình ảnh, hình vẽ, biểu đồ, âm thanh và video. Tìm hiểu cách thay đổi thứ tự lớp hình ảnh là đưa hình ảnh lên lớp trên hoặc đưa hình ảnh xuống lớp dưới. Và cuối cùng chúng ta làm bài tập thực hành theo nội dung mà thầy đã hướng dẫn. Thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây đã kết thúc.
Thì xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.